Xin chào tất cả mọi người đến với một cái vlog review chi tiết nhất về món bánh mì phô mai bơ tỏi. Mình nghe nói là món này thì có xuất xứ từ món ăn đường phố của Hàn Quốc. Nhưng mà thật sự là thời điểm mà mình ở Hàn ấy thì mình chưa bao giờ từng nhìn thấy cái món này cả. Mình ở Hàn năm 2016, năm 2017 và đến năm 2018 mình cũng đi công tác ở bên Hàn. Mình cũng dạo chơi street food, những cái con đường nổi tiếng nhất. Mình cũng không thấy cái món này luôn. Thế là mình đoán chắc là nó cũng là một cái món khá là mới dạo gần đây của bên Hàn thôi, chứ không phải là một món ăn đường phố truyền thống. Đó, thì dạo gần đây rất là rảnh đúng không? Thì mình hay lên Facebook này, hay xem YouTube của các bạn khác thì rất nhiều bạn review món này. Thế nên là sau một phút không thể tự kiềm chế được thì mình đã mua một lúc hai hộp luôn. Mình mua một loại to và một loại nhỏ. Đây, loại nhỏ thì nó sẽ bé xíu như này. Đó. Đây là bánh mini nha mọi người. Còn đây là bánh bự này. Do cái anh giao hàng này đã để cái bánh này của mình như thế này, thế nên là cái phô mai này nó đã bị chảy hết ra. Lúc mà mình nhận hàng ý thì cái bánh to này mình thấy vẫn còn ấm, nhưng mà cái bánh bé này thì nó đã nguội ngắt rồi. Nên là cái bánh to này mình sẽ ăn trước, xem là lúc nó còn nóng như nào, và cái bánh nhỏ này thì mình cũng sẽ để im nó như vậy, để xem là cái bánh này ăn nóng với ăn nguội nó khác gì nhau. Và cái bánh nhỏ này mình cũng sẽ không hấp lên luôn, bởi vì mình nghĩ là mình cũng không thể ăn hết hai cái này được đâu. Mình sẽ chỉ ăn thử mỗi loại một chút. A few moments later. Vì tôi luôn có một chiếc vòng tay để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Naga là tôm, là cua rất ngon, tôi ăn luôn cả rau. Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn. Mùi của nó thì rất là thơm, nước phòng luôn. Và nó rất là giống cái bánh mì bơ tỏi mà mọi người hay được ngửi thấy ở trong những cái quán pizza, những cái quán đồ ăn Tây ấy. Còn vị thì mình chưa thử nên mình cũng chưa biết. Mình thì mình mua ở cái quán tại Hà Nội, các bạn ấy thì chuyên làm bánh bán online. Thì mình chuyên mua bánh bông lan trứng muối ở đó. Và mình khá là tin tưởng vào cái khả năng của bạn ấy. Vì vậy nên là mặc dù cho rất là nhiều nơi khác có bán bánh này, nhưng mà khi mà mình thấy bạn ấy làm để bán thì mình đã quyết định là mua luôn ở đó. Và mình thấy giá thì rất là hợp lý so với những quán khác. Cái bánh này mình thấy, mình bự nha, mình mua có 60.000, trong khi bình thường mình thấy mọi người review ấy thì là toàn từ 80 đến 100.000 một cái bánh cỡ này. Còn 6 cái bánh bé này thì là 70.000. Thì bây giờ chúng ta cùng ăn thử nhá, không bánh nó sẽ nguội mất. Nhưng mà thật ra là bánh bây giờ nó không còn được nóng nữa, mà nó chỉ ấm ấm thôi mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh này nha. Đây, chuyện nó rơi xuống không ta? Đó. Ở bên ngoài này thì có rất nhiều tỏi, cái rau ngửi như kiểu húng quế, mình nghĩ là húng quế, những cái bạn mà hay ăn đồ Tây như kiểu là pizza hoặc là ấy thì sẽ thấy rất là nhiều. Đây, bên trong rất là nhiều phô mai nha. Và nó đã chảy ra ngoài đây rồi. Thì ăn miếng đầu tiên đây. Ăn cái bánh này vị của nó rất là quen. Mình đang cố nhớ xem là mình đã ăn cái vị này ở đâu. Cái vị này rất là quen nha. Mình ăn cái này ở đâu ta? Nó rất là giống cái vị, mọi người biết cái thầu nướng phô mai không? Hoặc là cái con tôm ấy, con tôm nướng phô mai ấy, thì mình thấy ăn nó khá giống cái vị đó. Nhưng mà bỏ cái vị hải sản đi thôi, ăn khá là giống vị đó. Mình sẽ ăn thêm một miếng nữa nha. Đây. Rồi. Nó
ngoài còn có. À, tỏi. Mình có cái gì nhỏ nhỏ vàng vàng. Và đây là tỏi chinh nó. Nhưng mà ăn thì không hề hề có một tí nào vị của tỏi đâu mọi người ạ. Khi rồi miếng lúc nãy nhỏ nhỏ mình nhặt ra để mình ăn thử cho nó là cái gì. Chắc một lúc mình mới biết được, nó thật đấy là tỏi. Chua rất là ngon. Quán tủ của mình không bao giờ làm mình thất vọng hết. Giá lại còn rẻ hơn nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử sang cái bánh mì phô mai bơ tỏi mini. Tên dài quá không nhớ được. Đây nha. Bé này thôi. Nhưng mà nó nguội, cảm giác cầm nó cũng không, cầm nó không được sướng mọi người. Bánh bé này thì rất là ít phô mai so với cái bánh to. Nhưng mà mình cảm thấy là ăn lúc nguội và lúc nóng ấy, nó có cái sự ngon khác nhau. Đợi mình ăn thêm mấy miếng và mình sẽ thử miêu tả lại cái cảm nhận của mình xem. Mình nghĩ là ăn cái bánh này ấy, sẽ phù hợp cho những cái bạn mà kiểu thích ăn vặt ấy, hoặc là không thích ăn cái bự cho no, hoặc là không thích ăn quá nhiều gì đó thì nó sẽ ngấy. Thì cái bánh bé này thì nó sẽ, thứ nhất là nó nhiều người ăn hợp lý hơn, thứ hai là nó ít phô mai hơn thì nó sẽ đỡ ngấy hơn cho mọi người, và ăn nó lành lặn, mình cảm thấy nó cũng đỡ ngấy hơn nữa. Bánh này ăn ít thì ngon, nhưng mà ăn nhiều mình nghĩ là mọi người sẽ bị ngấy. Bánh này thì nghe về nguyên liệu thì có vẻ là một chiếc bánh mặn, nhưng mà mình ăn thì mình thấy nó là bánh ngọt nha mọi người. Thế là những cái bạn mà muốn giảm cân này, những người có vấn đề về tiểu đường thì nên ăn ít để ăn thử thôi. Mình nghĩ là bánh này sẽ hợp lý đấy. Đó, còn cái này thì chắc chỉ ăn một miếng cho biết vậy thôi. Bánh này thì mình thấy cảm giác nó nhiều tỏi hơn nữa, vừa nhiều tỏi vừa nhiều phô mai hơn. À đúng rồi, đây mọi người nhìn thấy đấy, thấy ở giữa ấy, giữa đây này thì nó còn có rau và tỏi nữa. Thật ra mà lúc mà mình cắn một miếng ở giữa này cho vào mồm thì thấy nhai kiểu lão xạo luôn ấy, bởi vì nó có tỏi và rau. Nói chung là mọi người nên ăn nhân thử, nó không bị quá ngọt, vị rất là vừa phải, phô mai rất là béo, ăn một lần tỏi nhai sụt sọt. Nói chung mà vị nó ăn ngon, nên là mình mới đây. Sao bạn biết địa chỉ của quán này? Đó, mọi người có nhìn được không? Phương Minh nha mọi người. Mọi người có thể tìm Facebook Hoàng Mai Phương, hoặc là đánh cụm từ bông lan trứng muối xinh đẹp ấy. Mình thấy ở mình có nhiều nơi cũng bán khá là rẻ, bán 35.000. Mình không biết là chất lượng như thế nào. Còn quá 100k thì mình thấy là khen khá là nhiều. Thì nếu có cơ hội mình cũng sẽ ăn thử cái quán mắc nhất đó xem là nó có gì khác không. Tạm thời hôm nay mình khá là ưng cái quyết định chọn cửa hàng bánh.
Nói chung là mình thấy nó cũng không phải là một cái vị gì đấy, nó quá là khác lạ. Nó khá là giống những cái món mà cho phô mai vào như vậy. Đấy, như là mình có nói là nó hải sản cho các bạn cho phô mai vào. Thì cái này nó cũng có vị giống như vậy, giống như một cái bạn đồng mà không biết là nó ăn giống cái gì. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tự tin mà ăn thử cái này, bởi vì nó không phải là một cái gì đấy quá là khác biệt. À mà nếu các bạn muốn ăn nóng ấy thì có thể cho vào lò nướng thì quay. Còn như nhà mình không có lò nướng thì mình sẽ bật lò vi sóng chế độ nướng để quay lại. Thêm những cái review chi tiết và những cái nơi mà bán đồ ăn ship online rất là ngon.